Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ Hà Nội Nhật Bản. Hôm nay Tuấn Japan về một cái sản phẩm massage cầm tay. Cái sản phẩm này thì cực VIP ở tại Nhật. Ở Việt Nam thì gần như Tuấn Japan không có. Ở Việt Nam thì chỉ có cái đồ Trung Quốc nó bán đâu đó là trên triệu gì đó, nhưng mà đấm nó rất là nhỏ hơn. Đây hàng Tuấn Japan về có cái xuất xứ ra ngoài, thiếu mua hàng ở bên Nhật, tại shop tại Nhật đây. Đây cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà Tuấn Japan đã mua dùng Dr. A đây. Sản phẩm này Tuấn đã mua dùng và bạn bè thì dùng thử thấy hay thì nhờ Tuấn đã mua hộ. Đấy. Cái sản phẩm này là nó cực kỳ thích. Nó không phải như những cái sản phẩm kia. Pin này thì nó được dùng hàng tuần nếu phải dùng. Đây mở ra. Đây, bấm. Đây, mình có thể mình cầm rất tiện cho ra sản phẩm sau lưng. Nó không như cái sản phẩm khác. Đấy. Mình có thể cho mọi vị trí và mình cái này nó rất là tiện. Đây, ví dụ như là đùi chân. Đấy. Những cái này mình có thể để ở văn phòng, đi du lịch, đi ô tô nhé, có một cái massage này thì nó tuyệt vời. Nhiều người bạn với khách hàng mình ấy, là cũng đã sử dụng cái massage cầm tay của bán trên thị trường Việt Nam ấy, thì nó trên 1 triệu thôi. Thì nhưng mà dùng nó không ra gì cả, nên là anh chị em đã thấy Tuấn dùng này và dùng thử thích nhờ Tuấn mua. Đấy, cái này thì nó có 4 lớp, 4 tốc độ. Đấy, bên xanh này hiển thị tốc độ này, đúng không? Lắp nó không chung chặt, nó khoảng lực. Còn bên đỏ này là hiển thị pin, 4 cái chấm là 4 vạch pin này. À, tắt ở trên này. Đây, lời bán có địa chỉ là ngoài số điện thoại tại Nhật Bản. Nó có rất là có tất cả có 5 đầu để vào những cái huyệt đạo vùng chân này, vùng gan bàn chân này, vùng lưng này, tùy mình thích cái nào mình. Còn đây là vùng kiểu như là những cái chỗ mà đầu gối này chẳng hạn đấy. À, dần lên. Máy này gọi là máy cầm tay phục lực. Cái máy này mới đập hộp tại Nhật Bản thì có giá là trên dưới 7 triệu đồng Việt Nam đồng. Nó rất là hữu ích cho sức khỏe. Tuấn Japan thì đợt này săn mãi mới mua được đâu hai cái này cho anh em bạn bè. Tại vì những cái này, đồ này nó cũng có nhiều, nếu không mới thì nó có sẵn, nhưng mà mình mua cái này thì nó đã trưng hàng trưng bày hoặc là sử dụng lướt. Thì thật ra đây anh chị em nhìn
nó không có cái dấu hiệu gì, nếu mà mình đóng vào đây không có dấu hiệu gì là gọi là đã qua sử dụng đâu, tức là người ta dùng rất ít mà nó rẻ được tương đối tiền. Mua cái sản phẩm này về đến đây thì trên 44 hơn 4 triệu đồng, đấy là cái giá gốc đấy. Rồi anh chị em mà có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với Tuấn Gia Phan. Phan báo giá gọi là lấy một chút phí thôi. Còn đâu là mình lan tỏa cái sản phẩm gọi là tốt chăm sóc sức khỏe để mọi người biết đến, mọi người có những cái công cụ tốt để nó hỗ trợ trị liệu, nâng cao sức khỏe là niềm vui của Tuấn. Xin chào tất cả anh em.